Ây, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt của trang phục Lila Tần Hồ Simla. Đồng thời mình sẽ review cho người về trang phục này full hiệu kỹ năng luôn nha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn để mua trang phục này rẻ nhất, chỉ với giá là 199 quân huy thôi nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây một cái like, video đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lần đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như đến đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Lila Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Và sau đây thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt và hướng dẫn các bạn làm sao các bạn để mua trang phục này với giá là 199 quân huy nha. Và thời gian mở bán trang phục mới Lila Tần Hồ Simla như sau. Thì trang phục Lila Tần Hồ Simla sẽ được mở bán vào 3 đợt. Đợt 1 thì trang phục này mở bán vào 18:03 ngày 24 tháng 4 năm 2024. Thì khi các bạn xem livestream ấy tại kênh YouTube của Lego Buy livestream lễ hội 5v5 thì các bạn sẽ mua trang phục này với giá là 199 quân huy. Thì vào ngày mai nó sẽ có website, các bạn vào đó các bạn vào các bạn mua, các bạn như các bạn mua combo sổ 3 mùa ấy, các bạn xem video như vậy vào 18:03 thì các bạn có thể mua được trang phục Lila nha. Đợt 2 mà bán từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024 thì trang phục Lila Tần Hồ Simla sẽ được mở bán với giá là 299 quân huy tại cửa hàng thay vì 499 quân huy. Và từ đợt 3 vào ngày 2 tháng 5 cho ngày 31 tháng 5 thì trang phục Lila Tần Hồ Simla sẽ trở về với giá gốc của nó là 499 quân huy và bán hữu hạn thời gian tại shop là như nào nhỉ? Thì như trang phục này trang phục hữu hạn hay sao mọi người? Đầu đúng rồi, trang phục hữu hạn. Thì sau ngày 31 giờ đi ấy, thì trang phục này sẽ quay trở lại với cái mã hữu hạn của nó. Thì anh em nào muốn mua trang phục này để sở trang phục này ấy, thì các bạn thể là nạp cho mình ví dụ vào 18:03 ngày 24 tháng 4 thì các bạn chỉ cần xem livestream cho mình thôi thì các bạn sẽ mua trang phục đẹp với giá là 199 quân huy, tương đương với thẻ 100.000 các bạn sẽ nhận được hơn 204 quân huy. Thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín ra rẻ ấy thì các bạn thể nạp luôn từ bây giờ đi, vào ngày mai hoặc là sáng mai các bạn nạp đi vào 18 giờ các bạn cứ thế các bạn xem livestream. Và nó chỉ không nhầm như nó chỉ tầm khoảng 30 phút hay là tầm khoảng 40 phút gì đó. Thế nên các bạn hãy cứ 18 giờ các bạn vào các bạn xem livestream thì nó có phải giới hạn thời gian đấy. Thế nên bạn nào muốn mua với giá là 199 quân huy các bạn cứ nạp quân huy sẵn cho các bạn để đó. Xong đến 18:03 thì các bạn vào các bạn sẽ mua thôi. Đó chứ không đợi lúc đó các bạn xem livestream xong các bạn vào các bạn mua thì nó rất mất thời gian. Đồng thời nhiều khi là các bạn quên xong các bạn bị kiểu không mua được trang phục này với giá là 199 quân huy đấy. Thì các bạn sẽ nếu bạn nào quên ấy thì các bạn thể mua trang phục với giá là 299 quân huy. Đấy thì các bạn có thể nạp cho mình cái gói 144.000 các bạn sẽ nhận được hơn 300 quân huy. Còn nếu anh em nào mà từ ngày mùng 2 tháng 5 trở đi ấy, mà kiểu anh em kiểu quên ấy thì các bạn thể mua trang phục với giá là 499 quân huy. Thì sau ngày 31 tháng 5 thì trang phục này sẽ quay trở lại với giá hữu hạn và các bạn quay lại mắc hữu hạn các bạn không mua nữa đâu. Thế nên là hiện tại anh em nào muốn nạp quân huy sạch uy tín ra rẻ để mua trang phục Lila thì các bạn tốt nhất là các bạn sẽ mua cho mình cái lúc mà bạn chỉ có xem livestream một chút thì các bạn mua với giá là 199 quân huy nha. Thì anh em nào muốn nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Và mình đảm bảo các bạn đây quân huy sạch do Gana cung cấp 100% còn mặt uy tín các bạn có bàn nhé. Ok, thì vào ngày hôm nay ý, thì mình đã được bên Gana gửi cho mình thẻ từ để trải nghiệm trước trang phục Lila Tần Hồ Simla. Sau đây thì mình sẽ tiến hành vào game để nhận cho mọi người và review cho mọi người xem hiệu kỹ năng của trang phục Lila nhé. Đó, thì trước mặt mọi người là trang phục Lila đây, mình sẽ tiến hành mình nhận nó. Đó, một trang phục thì mình đánh giá là chỉ các bạn sở hữu tầm 199 huy. Các bạn xem livestream ấy mà các bạn sở hữu trang phục này mình thấy là khá là ổn. Đây là mà xuất hiện nha. Thì khi Lila xuất hiện các bạn sẽ thấy là hiệu ứng màu đỏ rất là xịn sò luôn. Đó, mình đã được Gana gửi cho mình, đây là hiệu kỹ năng chính thức ấy, ngoại hình chính thức của nó. Mình đã được bên Gana gửi cho mình thẻ thử để trải nghiệm trước. Nhưng mọi người nhìn sơ sơ cái đuôi ấy, thì mình thấy cái đuôi nó hơi kiểu hơi thật quá mọi người để ý là những cái kiểu các bạn xem những cái bông ấy thì nó kiểu cái đuôi màu trắng xong nó kiểu như kiểu bông luôn mọi người. Đó, cái màu đỏ thì trông nó như kiểu là trông nó hơi giả giả một chút chứ nó không giống game, nó như kiểu là các bạn xem bên ngoài ấy mọi người.
như kiểu là mấy con gấu bông bên ngoài chứ không phải là trong game nữa rồi. Trong người thì mình thấy là rất anime nhưng mà đuôi thì lại rất kiểu ngoài đời thực ấy, như kiểu mấy con gấu bông ngoài đời thực ấy. Đó, rất là xinh, chân thì xăm hình này. Trên tay sẽ cầm một kiểu cái như kiểu cái mỏ quạ ấy mọi người, hay mỏ chim gì đó. Mặt rất là xinh luôn. Ngoại hình thì mình giá trang phục này được tầm khoảng 9 đến 10 điểm nhé. Còn sau đây thì mình sẽ vào trong một trận đấu. Thì trong một trận đấu các bạn sẽ thấy là đuôi của Lila rất là mềm mại luôn. Thì do trang phục bậc S cộng ha, thế nên sẽ không hiểu bên về nhé. Đó, ngoại hình đây, ngoại hình trong một trận đấu thì đuôi cũng khá là mềm. Thì nếu anh em nào mà kiểu hiện tại đang muốn sở hữu trang phục Lina mà những cái trang phục kia nó đắt quá ấy, thì các bạn có thể sở hữu trang phục này, thì mình thấy là giá là 199 con huy cũng ổn mọi người. Để hiệu đánh thường nhé, hiệu đánh thường này. Đó, hiệu đánh thường các bạn sẽ đánh ra như kiểu lửa tím tím đỏ đỏ trông rất đẹp luôn. Và mình nhớ không nhầm như trang phục này trang phục của Thái Lan hay sao mọi người. Đó, đậm chất Thái Lan luôn. Để hiệu đánh thường nha. Thần hổ. Đó. Khi mà kích hoạt chiêu một đúng không, mọi người sẽ tạo một vòng tròn, đồng thời sẽ có một quả cầu nổi lên. Xong khi quả cầu phát nổ đúng không, các bạn sẽ thấy là có hình kiểu mặt con hổ, đồng thời có sẽ bông hoa bên dưới. Chưa hai nha. Đó, thì khi các bạn kết quả chiêu cuối đúng không, thì khi các bạn bước từ trạng thái người ra cáo thì các bạn sẽ kiểu cào về một hình đỏ đỏ thôi, và từ cáo ra người ấy, thì các bạn sẽ thấy là tạo ra hai vòng tròn đỏ, và khi hai vòng tròn đỏ đó sẽ phát nổ, đồng thời các bạn sẽ hiện kiến của kiểu con lỗ con hổ. Đó, thì người đánh giá sao về trang phục Lila có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Thì để sở hữu trang phục này thì các bạn chỉ sở hữu tầm khoảng 199 con huy. Bạn sở hữu trang phục này mình thấy là khá là ổn nhá. Chưa một cào này. Ui, chưa một cào trạng thái cáo đẹp phết. Đẹp không mọi người? Khá là đẹp. Tiếp theo nào, đánh thường cào này. Đó, các bạn sẽ cào ra kiểu một tím tím vàng vàng thôi. Đây, chiêu 2 đây. Wow. Đây mình sẽ dùng chiêu 2 khi các bạn có chiêu 2 nhé. Chiêu 2 đây là cáo này. Bùm. Đẹp phết mọi người. Đó, khác con hổ này. Đó, thì mọi người đánh giá sao về trang phục này thì bình luận bên dưới giúp mình nhé. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.